có một loại cây giúp cho bạn thải độc, và có một loại cây rất là thông dụng thôi, rất là phổ biến ở trong gian bếp hàng ngày của chúng ta, mà chúng ta hay nấu ăn với cả tôm cua cá để thải độc, để giải độc tôm cua cá. Nếu chúng ta bị mẩn ngứa dị ứng do tôm cua cá gây nên, chúng ta uống cái cây này có thể hết mẩn ngứa dị ứng. Cái cây này khi chúng ta uống còn có thể làm cho chúng ta đẹp da, chúng ta hết ho. Khi uống thời gian chúng ta thấy da rẻ của chúng ta đẹp hơn, thì đó chính là cây tía tô. Chúng ta lấy 15-30 gram cây tía tô này, đun nước rắc uống hàng ngày một thời gian, chúng ta sẽ thấy da rẻ chúng ta đẹp hơn, thải độc, giảm mỡ máu, giảm axit uric trong máu. Hãy theo dõi kênh Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hoàng Hải để biết thêm nhiều thông tin bổ ích về sức khỏe của bạn.